để liên tục theo dõi các video bài giảng của mình thì các bạn có thể vào trang YouTube để tìm từ khóa robot cho mọi người. Sau đó thì mình ấn subscribe và ấn đăng ký để theo dõi các video mới nhất và cập nhật nhất của mình hướng dẫn về công nghệ robot. Ngoài ra để mua linh kiện robot thì các bạn có thể vào trang web linhkienrobotics.com. Ở đây thì có rất nhiều các mẫu robot mà các bạn có thể nghiên cứu để xem và để học tập. Ngoài ra thì mình cũng có cấp mã lạc đá khóa học và cũng có khóa học ở đây, các bạn có thể vào tham khảo. Chào các bạn, nó quay trở lại với chương trình robot cho mọi người. Và ở video này thì mình sẽ nói về cách điều khiển LED qua Wi-Fi. Ở đây là mình sử dụng mạng trong nhà, mạng nhà thôi. Ok, đầu tiên là trước mắt các bạn là con Wi-Fi ESP8266 Wemos D1. Đây là sẽ có hình dạng như thế này. Đấy, nếu các bạn không biết mua đâu, các bạn có thể tìm đến linhkienrobotics.com để mua nha. Ok, đây là một linh kiện thực hành rất quan trọng cho các cái điều khiển Wi-Fi. Và con này nó rất tiện, các bạn sẽ không phải cắm nối nhiều để mà mình hiểu được các cái việc kết nối liên quan đến Wi-Fi. Ok, đây không phải là một code mà mình tạo ra. Đấy, mình nói thẳng về bản quyền là như thế luôn. Code này là do... Hôm nay là mình sẽ phân tích một cái code mẫu ở trong thư viện có sẵn của ESP8266. Mình thì chưa có nhiều tài liệu về modem Wi-Fi mà mình sử dụng cái ngôn ngữ của Arduino. Mình cũng đang tìm kiếm, thế nên là nếu mà các bạn mà có cái bài giảng, bài hướng dẫn nào hay hoặc là mình thấy cái tài liệu ở đâu đó hay thì các bạn có thể chia sẻ ở phần comment giúp mình để mà mình có thể có một năm 2017 tràn ngập với IoT. À quên, hôm nay là mùng 2 Tết, chúc các bạn một năm mới thật vui và có nhiều phát minh sáng chế trong năm nay. Ok, bây giờ thì mình xin bắt đầu. Đầu tiên thì mình vào tool này, thì mình phải chọn cái board ESP8266 Wemos D1 thì ở trong Arduino này nó còn được gọi là với cái tên là NodeMCU 1.0 ESP12E module. Đấy, mình chọn cái loại này nhá. Mình chọn một port luôn, port là cổng COM 18. Đấy, nhớ phải chọn hai cái thông số này, rồi mình bắt đầu làm việc. Ok, tiếp theo đó thì mình vào file và mình bật cái code mẫu lên. Example, ok, example. Sau đó thì mình vào ESP8266 Wi-Fi và mình vào Wi-Fi web server. Đại khái là mình sẽ biến con ESP8266 này trở thành một cái web server nhỏ nhỏ để mình có thể điều khiển được một cái đèn LED nha. Ok, bây giờ thì mình xin giải thích code. Ok, đầu tiên là mình có một lệnh include ESP8266 Wi-Fi.h. Đấy, là đưa thư viện vào. Sau đó thì mình khai báo một cái hàng, hàng này tên là SSID, tức là cái ID của mạng nhà. Ví dụ như là ở đây thì mạng nhà mình là P424K B18K. Đấy, nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ điền vào đây. Tí nữa thì mình sẽ dùng cái file mình điền rồi để mình nạp, nhưng mà bây giờ thì mình giải thích code mẫu thì mình để nguyên đó. Ok, tiếp theo đó nha, là mình khai báo. Cái này không phải là nạp luôn mà được đâu, các bạn phải thay khai báo cái đúng cái mạng nhà của các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là mình khai báo một cái hàng khác tên là password. Hàng này là password, tức là password của các bạn là cái gì, 90GB gigabit thì đó, thì các bạn cho vào đây. Ok, mọi người nhớ điền nó nha, password của Wi-Fi đấy, của cái kết nối Wi-Fi nhà đó. Đó, ok, tiếp theo là mình tạo ra một, có một lệnh là khởi tạo một cái Wi-Fi server. Thì cái Wi-Fi này mình có lệnh là Wi-Fi server, cách server đấy, là một đối tượng là Wi-Fi server này. Đấy, tên đối tượng là server, có các thuộc tính kiểu Wi-Fi server. Đấy, và tạo ra một cổng để mà lắng nghe những cái tham số, mình cũng không biết gọi là như nào, nhưng mà tạo gọi nó là cổng đi, cổng dây số 80. Ok, ở voice setup thì đầu tiên là mình dùng serial begin. Và mình dùng ở trong cái việc dùng IoT ấy, thì các cái baud rate hay được sử dụng là 11.115.200 và mình delay 10 ms. Sau đó là mình dùng lệnh pin mode cho chân số 2. Chân số 2 ở trên Arduino á thì nó là cái chân gọi là cái đèn onboard, tức là cái đèn mà nó có sẵn trên mạch ấy. Đấy, thế nên là ở đây là GPIO số 2. Đấy, GPIO tức là General Pin Input Output. Đấy, ok, đại khái nó là chân Input Output thôi. Thì mình pin mode là chân số 2 nha. Sau đó thì mình dùng lại Digital Write 2 và 0 thì là tắt cái đèn đó đi. Bạn nào mà chưa nắm rõ cái này thì đề nghị là hãy học một vài khóa về Robotics của mình để hiểu rõ hơn về cái điều khiển từng cái chân tín hiệu này một. Ok, tiếp theo đó thì mình dùng lệnh Serial Print LN 2 lần. Đấy, tức là để xuống dòng 2 lần thôi. Xong rồi mình in ra là Connecting To và in ra cái tên Wi-Fi mạng nhà. Đại khái thì nó vẫn nằm trong các cái giao tiếp về serial, chưa có gì đặc biệt. Tiếp theo đó thì mình dùng cái lệnh này Wi-Fi.begin SSD và password. Thì SSD là cái tên mạng nhà sẽ điền vào và password là cái tên password để nó kết nối với mạng, cái mạng của các bạn ạ. Tiếp theo đó thì ở đây mình có một lệnh Wi là Wi-Fi status. Đây, cái cụm này nó có ý nghĩa là nếu mà Wi-Fi, cái trạng thái Wi-Fi là chưa được kết nối á, đấy, thì mình delay 500. Đây, và sau đó in ra cái dấu chấm này, tức là khi nào các bạn bật serial print lên mà nó không thấy chấm 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 chấm, tức là nó chưa kết nối.
Ở đây có serial print lại xuống dòng một lần nữa này, print ln nha. Xong rồi nếu mà tức là khi mà nó nhảy khỏi ra cái vòng này, nó cố gắng làm việc này liên tục lặp đi lặp lại. Nếu mà nó nhảy ra khỏi cái vòng này thì nó sẽ đi đến cái vòng sau là được kết nối. Cái vòng này nó chỉ xảy ra khi mà chưa kết nối, thôi mà kết nối xong nó nhảy ra khỏi cái vòng while này. Ok, tiếp theo là vào start server là bắt đầu cái server đó. Thì mình dùng lệnh server.begin để bắt đầu cái server. Tiếp theo là mình dùng lệnh serial println để mà mình in ra là server started là bắt đầu cái server đó. Rồi mình in ra một cái nữa là cái địa chỉ IP. Đấy, wifi.localIP là mình in ra cái địa chỉ IP của cái con SP8266 này. Tức là nó sẽ đưa ra cái IP của chính cái con SP này này, của chính nó thôi. Đấy. Rồi, bây giờ vào void loop thì mình sẽ check là nếu mà cái client đã được connect chưa thì là wifi client. Đấy, cái client này thì bằng server available. Và nếu mà chưa có client thì sẽ trả lại là không trả lại gì cả. Cái này á, tức là bây giờ mình vào void loop này thì đầu tiên nó sẽ kiểm tra là liệu nó có cái gọi là cái client là cái đối tượng khách nào mà nó kết nối với cái server của mình không. Tức là con SP8266 nó là server nhá. Nhưng mà có các tức là máy chủ á, còn client là các cái máy khách mà nó kết nối vào. Đó, ok. Tiếp theo đó là mình dùng lệnh là chờ cho đến khi có một cái máy khách nào nó gửi một vài dữ liệu gì đó. Thì nếu mà khi mà mình phát hiện được máy khách á, đấy. Thì đây, tức là đây thì đối tượng new client này, đấy, xong rồi why client available. Nếu mà client mà không sẵn sàng thì lại sẽ delay và chờ để đối tượng khách nó gửi tín hiệu về. Đấy, kiểu như thế. Rồi, ok. Tiếp theo là read the first line of the request là đọc cái dòng đầu tiên của cái yêu cầu. Tức là cái tín hiệu được gửi về nó được gọi là một cái yêu cầu ạ. Thì đây, mình khai báo một biến là redirect, redirect này tức là request ạ, thì bằng client.read string until, tức là đọc cả cái chuỗi đấy cho tới khi mà mình gặp cái dấu này. Đại khái là khi nó gửi về như vậy thì nó sẽ kiểu được kết thúc bằng cái này. Thế nên là mình sẽ đọc đọc cái chuỗi đấy và mình sẽ in ra cái red này nó là cái gì. Sau đó thì client flush. Client flush thì nói thật là mình chưa hiểu nha. Thì mong các bạn thông cảm và có gì mà cái đoạn này thì các bạn hãy giải thích giúp mình là client chấm flush nó là cái gì. Ok. Tiếp theo đó là match the request, tức là mình khai báo một biến là var và mình sẽ ra một cái lệnh này. Cái lệnh này thì mình thật sự là mình đoán nghĩa của nó thôi, là nếu mà cái lệnh từ cái máy khách á, nó gửi về mà có cái đoạn cái đoạn thông số này này. Đấy, GPIO sược 0 á mà không phải là âm 1. Thì cái này đại khái là mình hiểu là nếu mà cái có một cái đoạn thông số như này, tức là GPIO 0 thì biến var được được đổi thành giá trị là 0. Cái này là để cho bật tắt led thôi. Ok, nhưng mà nếu bạn nào hiểu sâu hơn về cái lệnh if này thì nhờ các bạn giải thích giúp mình. Hãy để comment ở phía dưới nha, mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Còn nếu mà không á, thì mình lại kiểm tra xem là có cái lệnh này không, tức là nếu mà cái lệnh mà nó không phải là GPIO sược không á thì mình xem là cái request nó có chứa cái cụm số liệu này không á. Index of, nếu mà mình hiểu không nhầm thì nó kiểm tra xem là có hay không cái phần tử này, cái phần tử chuỗi này ở ở trong cái request. Đấy, nếu mình hiểu không nhầm thì index of nó có nghĩa là như vậy. Đấy. Và là nếu mà có thì sẽ gán biến va bằng 1, còn trong trường hợp mà không có cả hai cái đó thì nó sẽ gửi ra là serial print invalid request, tức là không có không không có cái yêu cầu đúng. Và client stop tức là mình họ nó stop cái máy khách của các bạn. Thì máy khách ở trong tí trong phần thực hành tới nó chính là cái máy tính của các bạn nha, còn cái máy chủ thì nó chính là cái SP8266 WeMoseD1 đấy. Ok, xong cái này thì nó gửi lại một lệnh return nhưng mà chả return cái gì cả. Đại khái nó chỉ để kết thúc như vậy thôi. Ok, tiếp theo đó thì mình dùng một lệnh là serial digital write hai var. Thì lúc nãy var mà nếu mà nhận được cái request là không không thì nó sẽ thì cái var này sẽ thành không và cái đèn số 2 nó tắt. Nhưng mà nếu mà cái request nó là GPIO sược 1 á thì var này nó thành 1 và cái 2 thì nó lại xóa. Đấy. Xong lại client flush. Xin lỗi các bạn là mình vẫn chưa hiểu cái đoạn client flush này là gì. Flush
Flux. Ok. Tiếp theo đó thì ở đây là mình chuẩn bị phản hồi. Thì ở đây là mình khai báo một biến S đấy, bằng cái chuỗi kinh khủng như này. Đây là một đoạn code HTML. Rất là kinh khủng. Thì thật ra là bạn nào mà thạo HTML thì các bạn giải thích chi tiết giúp mình cái này nha. Nhưng mà mình chỉ rõ cái đoạn là nó sẽ in ra GPIO is now. Now xong rồi sẽ điền một cái ở đằng sau vào. Là nếu mà đây, tức là đây nó sẽ là S bằng cộng với var mà sẽ đổi sang là high hoặc là low. Thì đại khái là ở đây là biến var nó sẽ là kiểu boolean, tức là kiểu có hai trường hợp. Thì trường hợp mà var nó là một thì sẽ ra high, và trường hợp var nó là không thì sẽ ra low. Đại khái là đèn tắt thì nó sẽ ghi là GPIO is now high. Còn nếu đèn tắt thì là low, còn nếu mà đèn sáng thì nó sẽ ghi là high. Đấy, sau đó thì lại một đoạn code HTML nữa, tức là khi mà trả lời lại lên cái máy khách, chính là cái máy tính của mình á, thì nó sẽ in ra cái đoạn HTML đó và hiển thị lên web browser. Ok. Tiếp theo đây là send the response to the client. Thì là client print đấy, tức là sau khi mà mình soạn ra cái lệnh HTML đó để gửi lại á, thì phải có cái lệnh là client.print s, tức là in ra cái đó vào cái máy khách. Rồi tiếp theo là mình delay một, là một micro giây, một mili giây, xin lỗi các bạn, một mili giây. Sau đó thì mình dùng lệnh serial print, println là client disconnect, tức là gửi trả về cái đấy thì nó lại disconnect ấy, tức là nó không kết nối nữa. Rồi sau đó thì nó lại kết nối lại, tức là nếu một vòng loop nó kết thúc thì nó lại quay trở lại phần đầu vòng loop, và nó lại kiểm tra xem có client không, xong lại kết nối client vào các kiểu đấy như này. Đấy, ok, đó là phần giải thích code. Đây bây giờ thì mình sẽ bật một cái file mà mình đã sửa cái mạng, tức là các cái thông số của mạng nhà mình lên trên này, và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình phân tích cái này cho nó rõ. Đấy. À không phải phân tích mà là mình sẽ nạp vào Arduino. Đấy. Mình đã kết nối thông số đủ hết rồi, là port và port đủ rồi, ok. Thì mình sẽ nạp nó vào Arduino, đang nạp nha. Ok, như vậy là đang uploading. Bây giờ thì mình sẽ bật cái serial monitor này lên xem những cái gì đang xảy ra nha. Baud rate thì các bạn nhớ chỉnh là về 115.200. Đây, như vậy là khi mình bật cái con 18 lên thì nó sẽ ghi là wifi chấm một vài lần, mà kết nối được thì nó sẽ ghi là wifi connected, server started, và đây là cái địa chỉ IP mà mình có. Đấy, 192.168.1.2. Ok, là nếu mà trong trường hợp mình bật serial monitor lên mà nó không hiện ra thì các bạn rút cái con rút điện con SP8266 Wemos D1 lên á, đi á, xong rồi mình khởi động lại thì nó sẽ làm được. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào cái địa chỉ IP này. Theo mình đọc tài liệu thì nếu mà các bạn mở cổng NAT port này ra thì với cùng một nguyên tắc điều khiển như vậy, các bạn hoàn toàn có thể điều khiển từ ra từ ngoài mạng của mình. Ok, bây giờ thì đây mình phải bật cái này lên đã. Đây chính là cái giao diện của cái web server này, nó khá đơn giản, và mình sẽ bật đây, mình lấy cái này vào gần hơn. Đây, ok, trước mắt các bạn rất gần gũi rồi là cái đèn nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ chỉnh con số này thành một và các bạn xem hiện tượng ha. Nó đã bị ngược lại so với những cái gì mình biết, xin lỗi các bạn. Ở đây một thì lại nó lại có nghĩa là tắt, và không thì lại có nghĩa là sáng. Wow, thật kỳ diệu. Không biết là mình có phân tích code nhầm ở đâu không, thì các bạn hãy chỉ giúp mình xem là cái code mình chỉ nhầm ở đâu. Nhưng mà đại khái là bây giờ hiện tại là mình đang nắm quyền điều khiển cái đèn LED này qua Wi-Fi. Và phần code thì nếu mà các bạn không tìm được code mẫu thì các bạn có thể truy cập vào trang web mà mình để cái đường link về code mẫu ở đây để các bạn xem nha. Là mình có thể vào đấy mình lấy code mẫu ra, vì mình không để code mẫu ở trên YouTube nữa, nó làm sai lệch cái code mẫu của mình đi. Ok, video này đến đây là hết. Về IoT thì mình cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn để mình có thể có những cái bộ giáo trình tốt hơn dành cho người Việt Nam mình, để mình tiến xa, để công nghệ của nước chúng ta có thể tiến xa và vươn lên những tầm cao mới. Ok, video này đến đây là hết. Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều phát minh sáng chế trong tương lai. Cộng với là chúc mừng năm mới. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Like, subscribe, comment, thiết bị hay là robot mà các bạn muốn tìm hiểu, robot cho mọi người.